Gì? Đi chơi không nói đúng không? Không bao giờ có một câu. Bỏ ra. Trong cuộc đời anh có cái gì quan trọng không là được anh? Biết cái gì không? Cái chốt. Vâng rồi, cái chốt rồi, cái chốt, cái chốt này á. Còn lâu mẹ bảo. Còn lâu mẹ bảo. Rồi rồi. Cái gì thế này? Mẹ đứa con chốt thế này. Mở ra. Mẹ con gì gần đây? Đây mẹ ra đi. Hào. Ôi, hàng xóm người ta cũng cho uống cốc nước chanh cho nó tỉnh đi. Mẹ này. Hào. Cái gì đấy nhỉ? Mẹ có biết cái gì đây không? Cái chốt. Ôi, mẹ. Mẹ ơi, hai con vừa làm mất 100 cành luôn mẹ ạ. Mẹ này, mẹ có biết một lần mẹ mắng con tìm con đau lắm không? Đau ở đây, con đau lắm, mẹ có biết. Trời ơi, con ơi. Áo. Ôi trời ơi. Khổ quá thế này, khổ cái cái. Con cho nó đi ngủ đi, sáng mai mẹ nói chuyện. Mẹ ơi. Nào. Nào mẹ này, nghiêm túc. Nhắc nhở mẹ một điều là mẹ phải khéo léo với con hơn. Hả? Cái con đã khéo léo với mẹ lắm rồi mà. Nếu không á thì con thật là chê. Mẹ cũng không định nói đâu, nhưng mà cái tình hình cái Hân nó cứ bất ổn như thế này thì ra ở riêng mẹ không yên tâm chút nào. Việc chị Lan đã làm cho mẹ phải suy nghĩ nhiều. Nhà cửa lúc nào cũng vắng vẻ hiu quạnh, mẹ buồn lắm. Nhận nhà xong cho thuê luôn đi, cũng được 10 triệu đấy. Thế nhưng mà lại phải nói chuyện lại với bố à? Ừ. Thì tại chuyện này con với bố bàn bạc với nhau từ trước rồi, bố quyết rồi mà. Việc con ra ở riêng là ý của bố á? Vâng. Ui, đây không phải là bố đồng ý đâu, mà là bố khuyên con, bố động viên ra ở riêng đấy. Sao không nói với mẹ? Bố chả nói gì với mẹ nhỉ? Ui, bố thì có bao giờ giải thích cái suy nghĩ của mình với ai đâu, toàn cứ quyết thôi. Thực sự là con không nhớ đêm qua con nói gì. Nhưng mà nếu có gì không đúng thì con xin lỗi mẹ ạ. Mẹ bỏ qua giúp con mẹ nhé. Mình là người phụ nữ có gia đình, chơi bời gì thì cũng phải có điểm dừng. Chứ đi uống rượu say khướt ra, rồi đêm hôm để người đàn ông khác đưa về, hàng xóm người ta biết, người ta lại bảo là mất nết.